Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại đi tiếp tục vào các bài học mới của chương trình thực tập động cơ diesel. Ở phần này chúng ta sẽ nghiên cứu về cái buồng đốt trên động cơ diesel. Thì như các em đã biết, động cơ diesel cái buồng đốt cực kỳ quan trọng. Nó có một số đặc điểm khác hơn so với động cơ xăng. Vậy chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu buồng đốt động cơ diesel. Đây là một số hình ảnh về buồng đốt động cơ diesel. Chúng ta thấy có hai kiểu buồng đốt trực tiếp (direct injection) và là buồng đốt gián tiếp. Thì hy vọng qua phần này các em sẽ nắm được một số cái vấn đề như sau. Đầu tiên các em sẽ hiểu được chức năng của cái buồng đốt trên động cơ diesel. Thứ hai các em sẽ hiểu được cái một số cái loại buồng đốt khác nhau trên động cơ diesel. Thứ ba chúng ta sẽ hiểu được cái những cái ưu điểm và nhược điểm của cái buồng đốt, các loại buồng đốt khác nhau đó, và cuối cùng là áp dụng của cái mỗi loại buồng đốt trên một số động cơ như thế nào. Rồi bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta đi vào chức năng của buồng đốt và phân loại của nó. Thì như chúng ta đã biết, ở động cơ CI, tức là động cơ diesel, thì cái việc mà quá trình hỗn loạn, hòa trộn hỗn loạn thì rất là cần thiết để hòa trộn cái nhiên liệu vào trong buồng đốt với không khí trong một thời gian rất là nhanh sau khi nhiên liệu phun vào buồng đốt. Và chính vì thế nó đều được khiển bởi cái buồng đốt và hình dáng buồng đốt cũng như là cái kết cấu của buồng đốt. Về phân loại buồng đốt trên động cơ diesel thì có hai loại. Loại thứ nhất là loại direct injection, là loại trực tiếp, và loại thứ hai là indirect injection, là loại phun buồng đốt gián tiếp. Nào, chúng ta hãy đi vào cái loại buồng đốt đầu tiên, đó là buồng đốt trực tiếp. Đây là hình dáng của buồng đốt trực tiếp ở trên động cơ diesel. Các em quan sát cái phần cấu tạo, chúng ta thấy thứ nhất là kim phun, thứ hai là buri xong, thứ ba là cái đỉnh piston. Ở đây, kết cấu của buồng đốt này đặc điểm thứ nhất là cái phần buồng đốt là cái phần giữa đỉnh piston thành vách xi lanh và nắp máy, nó gom chung một cộng thì chúng ta gọi là buồng đốt trực tiếp, hay là chúng ta gọi là buồng đốt thống nhất. Ở đây có buri xong, một số động cơ diesel dùng buồng đốt này không có buri xong và một số có buri xong. Và để phân biệt thì chúng ta quan sát thấy động cơ diesel mà dùng buồng đốt trực tiếp thì buri xong thường thường đặt song song so với cái kim phun. Rồi, đặc điểm thứ hai của kim phun này là sử dụng kim phun đốt kính lỗ tia, hở nhiều lỗ tia và yêu cầu cái áp suất phun khá cao. Về cái ưu điểm và nhược điểm của cái buồng đốt này, ưu điểm thì có ba cái ưu điểm chính. Thứ nhất là cái tổng thất năng lượng nó thấp hơn so với những cái loại buồng đốt khác. Thứ hai là cái tránh được cái hiện tượng mà khởi động lạnh dễ hơn so với những loại buồng đốt khác. Và cái thứ ba là cái thiết kế chế tạo nó đơn giản, không có phức tạp. Tuy nhiên nó cũng có một vài cái nhược điểm. Thứ nhất đó là cái yêu cầu suất nhiên liệu nó cao, chính vì thế nó gây ra ồn. Cái thứ hai là cái đường kính lỗ tia nó rất là nhỏ, cho nên nó nghĩ ra là kẹt, gây ra bị ngẽn lỗ tia, gây ra rò rỉ đáy, vân vân. Vâng, chúng ta tiếp tục đi qua cái phần buồng đốt thứ hai, đó là buồng đốt gián tiếp. Thì buồng đốt gián tiếp là cái buồng đốt được giới hạn bởi hai phần: buồng đốt chính và buồng đốt phụ. Phần buồng đốt chính là phần giữa bê tông thành vách xi lanh và phần nắp máy. Phần buồng đốt phụ thì nằm trên riêng trên nắp máy. Bên ngoài chúng ta gọi cái phần buồng đốt phụ này gọi là sambec. Về cái nhiên liệu thì được phun vào trong buồng đốt phụ ở trên cái nắp máy. Đặc điểm về phân loại của nó thì ở trong buồng đốt phụ này thì có 3 loại. Loại thứ nhất đó là buồng đốt xoay lốc. Loại thứ hai đó là buồng đốt trước, và loại thứ ba là buồng đốt năng lượng. Tuy nhiên cái loại buồng đốt năng lượng này thì ít gặp trong thực tế. Chúng ta đi vào cái loại buồng đốt đầu tiên, đó là buồng đốt xoay lốc. Như quan sát trên bảng các em thấy, đây là buồng đốt phụ hay là buồng đốt xoay lốc thì thường phải có cái buri xong số 2, kim phun số 1 nối tiếp giữa buồng đốt phụ và buồng đốt chính thì có một cái lỗ tiết lưu số 3. Và đặc điểm của buồng đốt này đó là chúng ta được biết như là buồng đốt Ricardo, vì được nghiên cứu phát triển bởi ông Ricardo. Và cái thứ hai, trong suốt kỳ nén thì 50% không khí sẽ được chuyển vào trong buồng đốt xoay lốc. Và cái thứ ba, nó sử dụng kim phun đốt kính lỗ tri kính. Và cái thứ tư là đặc điểm của nó là giảm được cái nồng độ NOx, do cái nhiệt độ của quá trình cháy nó thấp hơn cho nên cái nồng độ NOx nó sẽ giảm. Về cái loại buồng đốt thứ hai ở trong cái phần buồng đốt phụ hay là buồng đốt gián tiếp, đó là cái buồng đốt trước. Phần buồng đốt trước này chúng ta thấy có đặc điểm thứ nhất là kim phun, số 2 là cái sub chamber là cái buồng đốt phụ, thứ ba là buri xong, nó giống như buồng đốt xoay lốc,
Thứ tư là cái trụ xoáy. Và thứ năm là cái lỗ tiết lưu để chuyển không khí qua. Thì cái trụ xoáy này mục đích là để xoáy không khí từ buồng đốt chính nó xoáy qua buồng đốt phụ để nó xoáy, nó quay lại để giúp quá trình hòa trụ nó tốt. Và cái buồng đốt phụ này đặc điểm nó thứ nhất là nó nằm trên đáp mái. Thứ hai là cái thể tích của nó chiếm khoảng từ 25 đến 40% tổng cái thể tích buồng đốt. Và đặc điểm thứ ba là nó sử dụng kim phun đốt kính lũa tia kính áp suất phun thấp. Và cái loại buồng đốt thứ ba là buồng đốt năng lượng, như thầy đã nói là cái loại này ít gặp trong thực tế. Tuy nhiên thì cũng giới thiệu cho các em xem, thì buồng đốt này nó cũng dùng kim phun đốt kính lũa tia kính, nó hơi khác hơn là khi nhiên liệu phun vào thì nó sẽ chuyển qua cái buồng đốt năng lượng và buồng đốt năng lượng nó sẽ cháy và nó dàn lan dần qua cái buồng đốt chính. Chúng ta đi vào cái phần cuối cùng của cái phần buồng đốt này, đó là cái ưu nhược điểm của buồng đốt gián tiếp. Cái đầu tiên là cái ưu điểm thì chúng ta biết yêu cầu áp suất phun nó thấp vì nó dùng kim phun đốt kính lũa tia kính. Thứ hai là cái hướng phun của nhiên liệu nó không quan trọng cho lắm. Về cái nhược điểm thì có một số nhược điểm như sau. Thứ nhất là cái việc khởi động lạnh nó sẽ khó khăn hơn, chính vì thế nó càng buồng đi xong. Cái thứ hai là cái tiêu thụ nhiên liệu nó cao hơn vì nó tổng thất nhiên liệu năng lượng. Cái thứ ba là thiết kế nó phức tạp vì nó cái buồng đốt có nằm bên ngoài cái nắp máy, cho nên thiết kế nó phức tạp hơn so với cái động cơ dùng buồng đốt thống nhất hay là gọi là buồng đốt trực tiếp. Trên đây là một số nội dung các em đã học về cái chức năng của cái buồng đốt trên động cơ diesel, về cái một số loại buồng đốt hiện nay dùng trong động cơ diesel và cái ưu nhược điểm của từng loại cũng như là ứng dụng của cái buồng đốt như thế nào. Hy vọng qua cái phần này thì các em sẽ nắm bắt được những kiến thức tốt về cái phần buồng đốt trên động cơ diesel để chúng ta nhận dạng và ứng dụng trong thực tế. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em học tốt.